Xin chào các bạn. Hàng ngày các bạn đã không ít lần gặp cả một tầng hầm mà ở đó có hàng trăm chiếc đèn bật hết công suất cùng sáng một lúc mà lại chỉ có mỗi mình bạn đến lấy xe. Thật sự là quá lãng phí phải không nào? Nhưng nếu chúng ta tắt đèn đi thì lại không đảm bảo an ninh cho tầng hầm. Vậy có giải pháp nào cho vấn đề này không? Các bạn hãy cùng nghe những chia sẻ của chuyên gia ở trung tâm IND chiều sáng rạng đông nhé. Vâng, kính thưa các bạn, hiện tượng như bạn Nam vừa nêu là rất phổ biến. Do các cái công trình hiện nay thì là chưa sử dụng cái công nghệ chiếu sáng thông minh để làm sao mà sử dụng được tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả được các cái thiết bị. Thì cái giải pháp đưa ra đấy là sử dụng cái cảm biến on off tích hợp vào trong các cái bộ đèn để làm sao đấy có thể là tự động bật tắt đèn hoặc là điều chỉnh cường độ chiếu sáng khi không cần sự sử dụng tới. Thì hiện nay Rạng Đông đã đưa cái công nghệ đấy vào trong các cái dòng sản phẩm chiếu sáng LED như là đèn LED bulb, đèn LED low light, đèn LED option, đèn LED tip hay là các cái bộ đèn chống ẩm như M16 và M18. Thì đối với những cái bộ đèn này thì khi phát hiện chuyển động trong vùng hoạt động của cảm biến, đèn sẽ được tự động bật sáng lên. Sau 20 đến 60 giây sau, nếu không phát hiện chuyển động, đèn sẽ tự động bật tắt. Thì một cái giải pháp tối ưu hơn nữa được đưa ra đấy là tích hợp giữa cảm biến chuyển động và cảm biến ánh sáng. Tức là khi này đèn chỉ sáng lên khi có đủ hai yếu tố, đấy là phát hiện chuyển động và ánh sáng môi trường xung quanh nhỏ hơn 10 lắc, đèn sẽ không sáng nếu không có đủ hai yếu tố này. Thì quay về cái vấn đề ban đầu của bạn là nêu ấy, thì đối với những khu vực mà yêu cầu phải chiếu sáng 100% thời gian để đảm bảo cái an ninh như là khu tầng hầm, bãi gửi xe, thì Rạng Đông có đưa ra một cái giải pháp tối ưu, đấy là sử dụng cái đèn, bộ đèn chống ẩm M18. Thì đối với các bộ đèn này sẽ luôn sáng ở công suất là 30%. Khi mà phát hiện chuyển động thì đèn sẽ nâng công suất lên chiếu sáng 100%. Sau 60 giây sau nếu không có chuyển động thì đèn sẽ sáng xuống 30%, luôn đảm bảo an ninh cho khu vực lắp bộ đèn. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Lâm. Kính thưa các bạn, bên cạnh việc phát triển những dàn sản phẩm smart đơn lẻ, Rạng Đông còn xây dựng hệ thống giải pháp chiếu sáng cho chung cư, nhà ở, văn phòng công sở, trường học. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn hãy truy cập vào website rangdong.com.vn hoặc liên hệ theo số hotline 0942 669 678. Xin chân thành cảm ơn.